người và các bạn đã quay trở lại với nhà phân phối vỏ xuồng cano Bobo Composite Trung Tính. Em là Miss Stitching thì hôm nay là một buổi chiều của ngày 23 tháng 8 năm 2022. Thì bên Trung Tính Composite vừa mới hoàn thiện xong một chiếc cano với kích thước là 6m3, chiều rộng ngang là 1m8, chiều cao mực nước là 90cm. Giao đi cho anh khách ở bên em là ở Hậu Giang hết các anh chị. Cùng với đó là anh lắp vào bên sau cái máy sẽ là một cái máy Yamaha 50 mã lực. Thì ngày hôm nay là em sẽ test tốc độ trước khi là giao đi cái máy này cho anh. Thì sau đây em xin mời tất cả các anh chị cùng em xem hết clip của ngày hôm nay để xem những cái chi tiết trong chiếc cano của mình cũng như là tốc độ. Thì đối với những anh chị nào có nhu cầu và muốn sở hữu làm một chiếc cano giống như anh khách của bên em ngày hôm nay thì hoàn toàn có thể tham khảo luôn ha. Sau đây là em xin mời. Đầu tiên là đặt chìa khóa lên là đề ha các anh chị. Sau đó sẽ là vô số và tiến về phía trước. Rất là nhạy luôn ha. Thì trong cái cano ngày hôm nay là anh khách của bên em á, là gắn cái vu lăng ra đằng trước và cũng như là làm cái bẩn ở phía sau hai cái nắp mở, để từ đó là khi mình chạy với các anh chị mình hoàn toàn có thể là đóng lại và khóa lại, tạo nên một cái sự đóng kín cho chiếc cano của mình. Mình vừa mới đi một khoảng được là tầm khoảng 45 km/h ha các anh chị. Sau đây là mình sẽ quay lại nè. Thì đối với cano này là có làm mái che đầy đủ cho anh khách ở bên em luôn ha các anh chị. Mái này còn rất là mới luôn. Mái này là bên Trung Tính Composite là nhập về sao là để y game chạy cho khách hàng luôn. Từng con ốc đảm bảo là chính hãng 100% và cũng như là bao viên cho các chị ha. Trường hợp là anh chị yêu cầu với em là tăng gan thì mới tăng gan thôi. Tốc độ hiện tại các chị đang tăng lên. Vượt qua cái xà lan rất là nhanh luôn các chị. 1m8 luôn các chị, và chiều cao là 90 và dài tới 6m3 luôn, nhưng mà vẫn đạt tốc độ cho các chị lên đến là 51 km/h. Sau đây thì mình sẽ quay lại ha các anh chị. Đối với máy nghĩa địa bên Trung Tính Composite, mặc dù là nghĩa địa thôi các chị, tuy nhiên là chọn lọc rất là kỹ, cũng như là máy nào mà ok mới là nhập về chứ không có chưa bao giờ qua sửa chữa hết. Cũng như là từng cái máy là bao nhiêu, cano không là bao nhiêu.
hàng giống như chiếc này thì cứ liên hệ số điện thoại ở trên màn hình ha các anh chị. Và sau đây em cũng xin báo giá tham khảo trong thời điểm hiện tại dành cho những anh chị muốn sở hữu một chiếc cano với kích thước là 6m3 này. Thì đối với những anh chị ở miền Bắc sở hữu chỉ với giá là 30.600, anh chị ở miền Trung sở hữu chỉ với giá là 28.300, anh chị ở miền Nam sở hữu chỉ với giá là 25.900 và anh chị ở miền Đông sở hữu chỉ với giá là 26.900. Và cái máy như vậy này các anh chị thì chỉ với giá là 65.000 thôi, dành cho anh khách ở bên em đã đặt cọc rồi. Thì sắp khoảng chừng vài ngày nữa là sẽ lên hàng và giao đi cho anh, thì anh chị tiếp tục đón xem nhé.